quay clip theo yêu cầu, review quán sinh tố cực ngon tại đường Võ Văn Tần, giá cũng mềm, nhìn cái quầy thì rất là sơ sài nhưng mà thức ăn thì rất là tươi, trái cây tốt. Đây lại đây uống sinh tố mãn cầu này rất là ngon, sabu chê cũng được, bơ cũng được, cam, nước ép cam thì quá là tuyệt vời, nước ép cà rốt thì nhìn cái này là của Đà Lạt nha cả nhà, không phải của Trung Quốc hả? Dạ đúng, nhìn là biết kêu Đà Lạt nha cả nhà. Nè nước ép ổi cũng được nè. Dạ. Đấy. Thiên nhiên. Nước ép thơm cũng tốt nè. Thì ăn chay có nhiều kiểu, các bạn có thể là ăn những cái đồ chay trong cái phố này bán, hoặc là ăn sinh tố ở đây thôi là cũng là ăn chay cũng là đủ khỏe mạnh, bổ sung rất là nhiều vitamin tốt cho cơ thể. Và cô chủ quán đó rồi, cảm ơn. Ủa mình review mà cô chủ quán cô đi đâu luôn rồi. Quán này chắc cũng ít người biết đến ha. Nhưng mà ngon ha. Ngon. Bác chủ quán ha, bác. Sáng bán bún bầu quế, chiều bán sinh tố.